Các bạn đang tới chương trình Wow Nicole. Bạn muốn chăm lo sức khỏe cho gia đình mình một cách khoa học nhất? Hãy để chuyên gia dinh dưỡng Nicole Hanskin đồng hành cùng gia đình bạn với các bài tập đa dạng phù hợp với mọi lứa tuổi, đồng thời đưa ra những lời khuyên về dinh dưỡng và cung cấp những món ăn hợp lý. Ngày hôm nay Nicole đang có mặt ở tại Miss Fitness. Miss Fitness, trung tâm thể dục và dinh dưỡng toàn diện dành riêng cho phái đẹp với sứ mệnh và tâm huyết là thay đổi nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng khoa học cho phụ nữ Việt Nam. Với tiêu chí là Fun, Trend, Love, Miss Fitness sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu về vóc dáng thông qua các chương trình tập luyện và dinh dưỡng khoa học đến từ những chuyên gia của trung tâm. Và tuần này, Miss Fitness sẽ cùng chúng ta thực hiện chủ đề nào? À, hôm nay Nicole sẽ hướng dẫn cho các bạn bài Circuit Training, một bài tập đặc biệt cho phụ nữ lấy lại vóc dáng sau khi sinh. Cái tác dụng của cái bài Circuit Training nó sẽ giúp cho các bạn giảm cân và đốt mỡ. Thì nếu mà các bạn thấy đủ sức khỏe sau khi 8 tuần, 9 tuần để tập circuit thì các bạn nên bổ sung vừa circuit 2-3 ngày một tuần và vừa đi bộ hay là đạp xe đạp hay là đi bơi. Mấy cái môn đó là mấy cái môn cardio sẽ giúp cho các bạn đốt mỡ nữa. Và đồng hành với chúng ta hôm nay là bạn Tuyết. Xin chào các bạn đang xem chương trình, mình là Tuyết Nguyễn. Hiện tại thì mình đang là nhân viên văn phòng. Mình vừa mới sinh được 3 tháng. Lúc đầu mình sinh là mình đã lên được 10,5kg. Hiện tại là 3 tháng thì bây giờ mình xuống từ 62kg, giờ mình xuống còn 55kg. Thì đó là nhờ quá trình tập luyện và quá trình ăn uống ở Miss Fitness. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động nha các bạn. Rồi, Tuyết, mình khởi động cho cuộc sống trước nha. Rồi, lên. Hít thở. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, thở. Rồi, mình sẽ khởi động cái vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, thả lỏng. Rồi cánh tay lên. 1, 2, 3, 4, 5. Other side. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi thả lỏng. Shake your hands, shake your legs. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu vô bài circuit. Hôm nay Nicole sẽ tập cho bạn Tuyết tập trung vô cái đùi. Vì sau khi mình sanh đó, mấy cái cơ mà tập trung để cho mình đốt mỡ là cơ đùi và cơ mông. Okay. Thì mình sẽ cầm hai cục tạ. Cái lúc mà các bạn cầm tạ để tập cho đùi và mông á, nếu mà các bạn thấy chưa đủ sức thì các bạn không cần tạ cũng không sao. Nhưng mà cái tác dụng là lưu ý là nó cần vô đùi và mông. Bạn Tuyết và Nicole sẽ bắt đầu với bài lunge, là mình sẽ bước ra phía trước, chân bên tay phải, cái gót chân nâng lên bên tay trái. Ok, rồi từ đây mình sẽ hạ cái mông xuống và co cái đầu gối phía sau. Rồi lên, xuống. Thì mình sẽ thở ra. Rồi, các bạn lưu ý là khi nào mình hạ xuống thì mình dùng thể lực để đẩy cái mông bên tay phải lên. Lên. Rồi, hạ. Ở đây là các bạn đang tập cái mông bên tay phải của mình đó. Hạ. Đẩy lên. Mình phải gồng cái mông bên tay phải nha. Và tùy sức khỏe của các bạn, Nicole yêu cầu là ít nhất 8 lần mỗi một bên chân. Ok, rồi trở lại. Rồi bài tiếp Nicole sẽ hướng dẫn với các bạn là sử dụng cái dụng cụ này là kettlebell. Thì ở đây mình sẽ mở hai cái bàn chân
lớn ra. Và cái bài này mình sẽ tập cho cơ đùi trong và mông. Cái bài đùi trong và cái mông rất là tốt vì đùi và mông là cái cơ rất là lớn. Thì một khi mình tập mấy cái cơ ở cái chỗ cơ thể đó thì nó sẽ đốt calorie rất là nhiều. Ok, rồi mình sẽ cầm cái kettlebell trên hai tay. Rồi từ đây mình sẽ giữ cái kettlebell trước mình và hạ mông xuống. Ở đây, like this, yes. Rồi mình không có ngã cái cơ thể ra phía trước, mình giữ nó thẳng. Rồi lên, hít, thở. Và khi nào mà mình lên cơ thể đó, mình gồng cái mông để đẩy cái cơ thể lên lại. Ok, bài tiếp là Nico sẽ tập cho bạn Tuyết cái bài squat. Nhưng mà đặc biệt là mình sẽ dựa vô trái banh. Vì cái lúc mà các bạn phụ nữ sanh xong thì có lẽ cái lưng nó chưa có ổn lắm. Thì Nico muốn hướng dẫn là tập vẫn bảo vệ vô cái lưng, nhưng mà để cái thể lực vô mông và đùi. Okay. Thì từ đây em sẽ mở ra hai cái chân, bàn chân. Yeah. Và các bạn lưu ý mình ngửa ra phía sau một tí để khi nào mà mình hạ mông xuống, em hạ mông xuống, thì cái đầu gối nó không có lên phía trước của cái mũi chân, để cái tay lên lên hai cái đùi. Đó. Thì thể lực nó sẽ vô đùi trước và mông. Và tiếp theo Nico sẽ hướng dẫn cho bạn Tuyết tập mấy cái bài bụng. Nếu mà đau lưng vẫn tập được, em sẽ ngửa ra phía sau, tay để lên vai như vậy. Và các bạn sẽ để ý là giữ hai cái chân sát cái tường để mình control được cái trái banh. Các bạn sẽ lưu ý là cái lúc mình ngửa ra phía sau thì cái lưng dưới nó sẽ support bằng cái trái banh. Okay. Rồi từ đó mình hít, thở, nâng lại vai lên, rồi xuống, hít, thở. Ở đây mình sẽ dùng cái cơ bụng để mang cái cơ thể lên và xuống. 2 1. Ok, rồi ngừng. Rồi tiếp là mình sẽ tập cho vùng eo cho các bạn. Các bạn sẽ nâng lại cái kettlebell và cầm bên tay phải, rồi mở hai chân song song với cái hông của mình. Rồi từ đó em lên cái tay, lên tay trái lên. Rồi mình sẽ hạ cái kettlebell xuống, rồi lên lại, hạ xuống. Khi nào mình hạ xuống, mình thở ra, hít, thở lên. Ok, rồi đổi bên. Ở đây cũng vậy, nếu mà các bạn nào mà thấy khỏe thì mình tập 8 lần. Nếu không, mình tập tới 5 lần rồi mình từ từ nâng lên. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ giãn cơ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi trên thảm. Mình sẽ duỗi hai chân, rồi xong rồi co chân bên tay phải lên. Rồi từ đó em sẽ mở ra cái đầu gối một tí, mở ra để cho thoải mái cái bụng. Thế. Rồi từ đó em sẽ với tay phải, em với ra mũi chân. Nếu mà em với không tới cái mũi chân, em để cổ chân cũng được. Thế. Nhưng mà đây là mình căng cái đùi sau. Rồi từ đây mình giữ cái chân ở đó, mình sẽ xoay qua bên tay phải, thẳng cái lưng lên, nhìn ra phía sau. 8 9 10. Ok, rồi từ đó mình sẽ để cái bàn chân ở dưới cái gối bên tay trái. Rồi từ đó mình sẽ xoay qua bên tay trái. 8 9 10. Ok. Và sau khi sanh đó, nếu mà các bạn thấy mất ngủ hay là trầm cảm mà cái đầu nó không có thoải mái đó, thì Nico khuyên các bạn phải hít thở rất là nhiều và giữ ít nhất trong vòng 5
tới 6 phút và mình sẽ nhắm mắt và nhắm cái miệng lại và hít thở rất là sâu. Sau khi sinh thì các bạn phụ nữ sẽ gặp vấn đề là không có ngủ được. Cái thứ hai là sự trầm cảm. Thật ra cái đó là một cái sự rất là bình thường. Thì cái thể thao nó bổ sung lại tất cả mấy cái hormone mà nâng lên cái tinh thần của mình. Lưng thẳng ra, để hai tay lên đầu gối. Dạ, như vậy. Rồi em sẽ nhắm mắt và nhắm miệng và hít thở sâu bằng lỗ mũi. Và mỗi lần em hít vô, em thở ra đó, mình suy nghĩ tới cái gì mà tốt đẹp trong cuộc sống của mình hiện tại, và tất cả cái gì mà stress và căng thẳng thì khi nào em thở ra, em cho nó đi ra cái cơ thể, thoát ra cái cơ thể và thoát ra cái đầu của mình luôn. Như vậy là đã kết thúc cái bài circuit training cho phụ nữ sau sinh. Tiếp theo Nicole sẽ hướng dẫn cho các bạn sau khi sinh, một phần là đủ dinh dưỡng để giảm cân, nhưng mà thêm nữa là đủ dinh dưỡng để cho con bú. Hôm nay Nicole sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món bò xào với rau củ và cơm chiên gạo lứt. Cái món này nó đặc biệt là cơm gạo lứt á, là đủ dinh dưỡng, antioxidant, calcium và vitamin A, B, C. Thịt bò nó có chất sắt thì em bé cũng cần cái sự hỗ trợ của chất sắt cái lúc mà các mẹ cho em bé bú. Bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Very good. Các bạn hãy nhớ lưu ý là món ăn mình đừng có làm mặn quá. Vì nếu mà mặn quá thì cái sữa nó sẽ không có tốt cho em bé. Hạt đậu này nó sẽ giúp cho bạn nào mà bị sôi bụng nếu mà uống sữa, thì Nico tư vấn cho các bạn nên thử. Đây là đậu đỏ, đậu cúc nè, đậu Hà Lan, đậu trắng và đậu lentil. Tất cả mấy cái đậu này các bạn trộn vô với cơm hay là salad hay là làm canh, cách nào cũng được và tùy cái gia vị của các bạn. Nhưng mà Nico khuyên là nên ăn hàng ngày. Và ở bên này tất cả cái rau củ sẽ đem cho các bạn vitamin A, vitamin C, vitamin B. Và cái bố xôi này là cũng sẽ giúp cho các bạn hấp thu chất sắt. Vừa rồi là bài tập và chế độ dinh dưỡng của phụ nữ sau khi sinh. Để xem lại các bài tập và nấu các món ăn thì các bạn nên subscribe lên YouTube hay là Facebook của ViuTV và Nutrifor. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.